Liên quan vụ sập cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ, chiều ngày 9 tháng 9 năm 2024, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông tại tỉnh Phú Thọ cho biết, ông đang ở hiện trường vụ việc. Theo ông Hùng, vụ sập cầu Phong Châu xảy ra khoảng hơn 10 giờ cùng ngày. Ở thời điểm sự cố xảy ra, cầu vẫn đang cho người và phương tiện lưu thông bình thường. Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường sập cầu Phong Châu, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước yêu cầu tỉnh Phú Thọ báo cáo sơ bộ thiệt hại từ vụ sập cầu. Báo cáo cho biết vụ việc làm 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi. Phó Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng ngăn chặn hai đầu cầu và dùng lưới để tìm kiếm người bị rơi xuống sông. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh báo cáo giải pháp cứu hộ đang gặp khó khăn do dòng nước xiết không thể cho người, phương tiện xuống ngay được. Một nhân chứng thoát nạn cho hay khoảng gần 10 giờ ngày 9 tháng 9, anh lái ô tô theo hướng huyện Tam Nông sang huyện Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ, cách khoảng 200 mét để đi vào cầu Phong Châu. Thời điểm này, anh và nhiều người phát hiện hai nhịp cầu ở giữa sông có dấu hiệu sập, gãy. Vài giây sau, hai nhịp cầu này đổ sập xuống lòng sông Hồng. Theo lời kể của nhân chứng, nhiều người vô cùng kinh hoàng trước sự việc. Khi cầu sập, trên cầu có người và phương tiện đang lưu thông. Một số người đã bị rơi xuống lòng sông. Sau sự cố, khu vực cầu Phong Châu vẫn chưa ổn định, có thể có nguy cơ đổ sập. Cơ quan chức năng tại hiện trường đã lập tức phong tỏa khu vực này và tiến hành các công tác cứu nạn. Liên quan vụ sập cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông báo phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện sáng ngày 9 tháng 9 năm 2024. Cụ thể, phương án phân luồng các phương tiện lưu thông qua tỉnh Phú Thọ như sau. Các phương tiện từ cầu Đồng Quang, cầu Trung Hà, các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, đi Lâm Thao, Việt Trì, di chuyển theo tuyến quốc lộ 32 Tam Nông, đi đường Hồ Chí Minh qua cầu Ngọc Tháp hoặc qua quốc lộ 2 đi Lâm Thao, Việt Trì. Các phương tiện từ Lâm Thao, Việt Trì đi Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn, cầu Đồng Quang, cầu Trung Hà theo chiều ngược lại. Các phương tiện từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo tuyến quốc lộ 32 Tam Nông, đi cầu Trung Hà, đi huyện Ba Vì, Hà Nội đi cầu Văn Lang, đi Việt Trì, Lâm Thao. Các phương tiện từ Lâm Thao, Việt Trì đi Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn theo chiều ngược lại. Các phương tiện từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Hà Nội, Vĩnh Phúc di chuyển theo tuyến quốc lộ 32 Tam Nông đi cầu Trung Hà hoặc đi tỉnh lộ 317G, đi tỉnh lộ 317E, đi cầu Đồng Quang, đi huyện Ba Vì, Hà Nội, cầu Vĩnh Thịnh, đi Vĩnh Phúc. Các phương tiện từ Hà Nội, Vĩnh Phúc đi các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn theo chiều ngược lại. Các phương tiện từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn đi Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại có thể di chuyển tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai hoặc tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 32, Tam Nông đi đường Hồ Chí Minh, đi quốc lộ 2, đi Vĩnh Phúc, Hà Nội hoặc quốc lộ 32, Tam Nông đi đường Hồ Chí Minh, đi nút giao IC9, cao tốc Nội Bài, Lào Cai, đi Vĩnh Phúc, Hà Nội. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và 3 đơn vị thuộc Cục Cảnh sát Giao thông gồm Thủy đoàn 1, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát đường bộ, đường sắt, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa, phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vụ cầu Phong Châu bị sập. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, vụ sập cầu Phong Châu xảy ra khoảng hơn 10 giờ ngày 9 tháng 9. Ở thời điểm sự cố xảy ra, cầu vẫn đang cho người và phương tiện lưu thông bình thường. Cầu Phong Châu là cây cầu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Cầu có kết cấu bằng thép, dài gần 380 mét, được khánh thành hồi tháng 7 năm 1995. Nước từ trên cao ào ào chảy xuống. Ô tô bị cuốn xuống ruộng, lật ngang dưới mưa. Nhà cửa ngổn ngang, xe máy lẫn dưới bùn đất. Nhiều người đã phải hợp lực để kéo chiếc xe này lên và phải dùng đến cây để hỗ trợ. Ánh mắt thất thần nhìn nhà cửa đổ nát chìm trong bùn đất.
Đây là hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vào chiều ngày 8 tháng 9 năm 2024 khiến nhiều người thương vong. Về cho đến nhà đến cái dưới ruộng kia thì nó lũ về. Thì em lại kêu cho anh trai là anh trai chạy đi nhưng mà không kịp chị ạ. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về vụ sạt lở đất do mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 3 xảy ra tại xã Mường Hoa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tức bão Yagi, tại thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa lớn, úng nước từ ngày 7 tháng 9 đến chiều ngày 8 tháng 9. Tại khu vực này, chiều ngày 8 tháng 9, đất từ trên núi cao tràn xuống khu vực dân cư, tràn ruộng và tràn ra đường xuống suối Mường Hoa. Vụ sạt lở đất đá đã vùi lấp 4 nhà dân, có 26 người. Ngay sau đó, thị xã Sapa đã huy động 54 cán bộ dân quân tự vệ tại chỗ của xã Mường Hoa, phường Sapa và 26 chiến sĩ công an tiếp cận ngay hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân, đưa người đi cấp cứu và khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã thành lập sở chỉ huy tại xã Mường Hoa gần khu vực sạt lở để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Sau nhiều giờ tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng đã tìm thấy 4 người chết gồm 2 người lớn và 2 trẻ em. 9 người bị thương được sơ cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, đến chiều cùng ngày đã tìm thấy thêm 2 thi thể. Như vậy, tổng cộng có 6 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất này. Với phương châm 4 tại chỗ, ban chỉ đạo của xã đã tập trung lãnh chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng như công an, quân sự, lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng dân quân và nhân dân tập trung còn làm công tác tuyên truyền và báo cáo lãnh đạo cấp trên để huy động bổ sung lực lượng hỗ trợ cho xã trong công tác tìm kiếm. Thông tin từ Ủy ban nhân dân thị xã Sapa cũng cho biết, ngoài tổ chức các đoàn thăm hỏi chia buồn gia đình có người thiệt mạng, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tập trung tối đa để tìm kiếm những người đang mất tích trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Mường Hoa. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa cảnh báo một số tuyến đường giao thông trên địa bàn, khu vực chân đồi, ven suối có nguy cơ xảy ra sạt lở đất phát sinh, nhiều nhà dân có hiện tượng sụt lún nứt gãy. Các dòng suối có mực nước dâng cao, đặc biệt là các khu vực có nhà máy thủy điện đang thực hiện xả lũ, dễ gây ra lũ quét hai bên bờ sông, bờ suối. Hệ thống thoát nước đô thị có khả năng quá tải gây ra ngập úng trong các khu dân cư. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn thị xã Sapa, từ đêm ngày 7 tháng 9 đến sáng ngày 8 tháng 9 đã xảy ra mưa lớn kéo dài, cục bộ có nơi mưa rất to như Ô Quý Hồ, lượng mưa lên tới 146,8mm, Hoàng Liên 144,6mm, Mường Hoa 142mm, Tả Van 115,2mm, Bản Hồ 109mm. Do mưa lớn kéo dài đã xảy ra sạt lở đất ở nhiều địa phương.